Xin chào bác nhé. Hôm nay em làm theo cầu bác, em sẽ chia sẻ cho bác đàn một đàn hòm lươn làm sao dễ đàn nhất cho các bác. Đợt này thì em đàn hòm lươn thì em không bán các bác ạ. Đây em chia sẻ cho các bác đàn thôi. Và đợt này em đàn bằng dây cước các bạn, vì chỗ người em là nó không có giang đấy, thế nên này, hôm nay em sẽ chia sẻ cho các bác đàn hòm lươn. Đàn hòm lươn các bác để ý cho em nhá, đàn như thế nào các bác để ý này. Các bác chẻ tre và vót lan, vót lan làm sao cho nó vừa phải, không dày mà không mỏng nhá các bác, không dày. Đây cái cảm nhận của em này, các bác nhìn có thể nhìn thấy là nó không dày không mỏng, nó như thế này là được đấy. Tất cả là 10 cái như cả 10 như thế này được. Đan thì hình thức là đan này như thì như này nhá các bác. Đây em sẽ đan cho các bác xem, các bác nhìn thật tinh với nhá. Chỗ này em không có đi thả được vì thứ nhất là em xe bán rồi các bác ạ. Em chưa đến ngày, chưa được ngày mua nên em chưa mua được. Cái thứ hai là đang tập trung làm video cho các cháu, lúc nữa em sẽ quay cho các bác xem, các cháu cũng đang làm video cho nên là em dồn tất tâm tất lực vào là để em làm cho các cháu. Thế cho nên là hôm nay em sẽ chia sẻ cho các bác làm theo yêu cầu của bác là đan hòm lươn. Cái này hình thức đan là đan 9 lan, không phải là 7 lan như ngày xưa nữa các bác nhá. Đây em sẽ đếm này, 1 2 này 4 6 3 cái lan nữa. Nó đây là các cháu đang vứt lan trong nhà đây là nó hư nào, các bác xem có thể là thông cảm với em nhá. Đây các bác. Đấy. Các bác nếu mà chưa đan mà chưa cầm được cái hòm nó to hay nó nhỏ thì các bác nhớ là chẻ lan cho em như thế này. Đây các bác có thể nhìn thấy này. Đấy, chẻ lan như này. Đấy. Thì là các bác sẽ ướm vào cái, các bác sẽ chuẩn bị một cái ống đó. Đâu thì em đẩy ống 18 rồi. Đây là cái ống 18 nha các bác. Đấy, các bác sẽ ướm vào đây. Đấy, bắt đầu nó phải hơi lọt này. Hơi lọt. Đây em vẫn đan theo cách vừa truyền thống vừa tiên tiến một chút, vì là nó dây cước này là nó ở chỗ này em là không có giang mà em không mua được giang các bác ạ. Thế đây là video em chia sẻ chứ em không có buôn bán gì. Còn cái dây lan này là các bác, là cái dây gạch, dây bọc sườn gạch các bác, hay các bác có thể là mua trên, tìm xem trên mạng các bác mua. Đấy. Em sẽ đàn cho bác xem một cái, các bác có thể là nhìn rõ. Và nhớ đấy các bác, nhớ là đàn cho nó làm sao cho nó hút hòm nha các bác. Nó phải hút hòm. Vì cái này nó là vừa cái hình thức nữa mà nó vừa cái hình thức mình nhìn nó mà nó vừa là đẹp, nó vừa hút hòm. Con lươn nó vào nó sẽ không chớn các bác ạ. Các bác nhớ cho em, con lươn nó rút vào nó sẽ không chớn. Đây nha các bác. Các bác cứ để ý em làm này, em sẽ làm quay một đan hẳn một cái luôn cho các bác xem. Đấy, cái này như là hình thức như cất một để một cho các bác, hình thức như là rất dễ đan. Các bác có thể là nhìn cái là đan được luôn, rất đẹp. Đấy, như này. Các bác chờ em chút, em quay ngắn gọn thôi, không quay dài. Lâu rồi hôm nay em mới lên video cho các bác.
đây các bác, như này là nó vẫn bị lông này các bác, bị lông như lên vẫn chưa được, nó chưa hút hòm. Các bác nhìn là sẽ biết là rất dễ đàn. Làm sao cao 5 đến 6 phân nhá các bác. Không nên thấp quá. Thấp quá là nó vẫn chưa hút hòm các bác. Đấy, sau khi nó cao lên như thế này rồi thì các bác cắt đi kìa, cũng không nên cao quá. Và các bác đan tiếp vào cái dây này. Đấy, hai lượt. Đây, như hai lượt như này. Cái này cái cao cái thấp cả đó các bạn. Và nữa nó sẽ bằng hết. Thế đến cái lượt cuối cùng đây nha, để bẻ là các bác thít cho em. Nhớ là cứ đặt. Các bác cứ tan như vậy dòng thít này. Thít dần này. Thít dần. Các bác cứ để ý tay em này. Thít dần. Để em kiểm tra cái máy. Thít dần nha các bác. Đấy, đi đây nó sẽ là hai lượt. Các bác nhìn thấy rõ không ạ? Em chỉnh lên trên này một chút. Đi đây nó sẽ là hai lượt này. Đấy, tức là hình đầu này nhỏ này, các bác phải hiểu cho em là đầu này nhỏ này, nó là hình dạng quả chám. Nếu các bác chưa quen thì là các bác có thể là gập cái này vào này, để gập cái này vào này ướm thử này. Đấy, như này là hơi dài nha các bác. Ướm thử cắt từ đây. Rồi các bác để như này cho em. Đấy. Hoặc các bác lấy làm mẫu ngay một cái từ đầu. Làm mẫu ngay từ đầu các bác phải biết đàn thì mới que đàn quen được. Không là khi các bác bóp là nó sẽ không được. Một là nó sẽ dài, hai nó sẽ ngắn. Đa phần là ngắn, các bác không thể kéo lên được. Cái này thì rất dễ đàn. Đây em làm theo yêu cầu của các bác rồi. Em không muốn bán gì đâu các bác nhá. Đây, video của em là chia sẻ thật luôn chứ không có, em không có buôn bán gì đâu. Các bác làm thế cho em rất nhanh và rất nhàn. Cái hòm tre này nó hay ở điểm nó lửa tre, lửa cổ, lửa kim, nó hay ở điểm như này các bác. Cái này nó rất cứng này. Đấy, nó không mềm như cái hòm nhựa. Và các bác chuẩn bị cho em cũng cái dây như này, các bác phải áng chừng 30 phần. Đấy, 30 phần. Đây, khi các bác đặt như này cho em áng chừng cái đoạn đấy, các bác nhìn thấy rõ không ạ? Đấy, đoạn đấy nó đừng cao quá và không thấp quá. Đấy, các bác bẻ xuống nha. Đấy, bẻ xuống này, các bác nhìn thấy bãi nào ạ? Đấy, nó đến tập này. Đây em đan rất nhanh, nhưng mà đây em hướng dẫn cho các bác này em làm nó cụ thể hơn thì nó sẽ chậm. Đấy, nó như vậy này. Các bác nhìn rõ vào nha. Nhìn rõ vào. Đây. Đấy.
như này, mới như này các bạn nhìn đã thấy là luôn 7 lạng đã vào được rồi. Và cái phần này là cái phần này để quyết định của cái hom này luôn. Thì các bác vẫn cứ đàn em hai lượt, không còn ba lượt nha. Ba lượt thì hơi sâu quá, khi nó vào luôn to nó sẽ kích nừng, chạm nừng thì nó sẽ tất nhiên nó vẫn vào nhưng nó sẽ vào bằng đuôi. Đấy, nó là như vậy. Rồi khi các bác đan làm sao đừng có để chặt quá cái này. Khi nó vào chặt quá thì cái đầu nó vào chặt quá thì nó sẽ không vào nữa, và cái đuôi nó sẽ quay lại, cái đuôi nó sẽ vào trước. Chạm nó sẽ phóng, vì vậy là con lươn to nó vào đuôi này nó thường chết ở cái điểm này. Đây là hai lượt. Đây là hai vòng. Hay còn gọi là hai lượt. Rồi đi đến đây rồi các bác nhớ được phải đáng chừng để cắt để còn dư một đoạn như này để zip. Rồi như này rồi các bác chứ, bắn quay các bạn đây. Đây các bác nhé, các bác nhìn thấy không? Như này là như này coi như là đã xong rồi này. Anh em nó đang làm phim cho nên là nó hơi ồn ào, các bác xem nó cảm cho em nhé. Đây các bác thò hai cái tay này vào đấy, bác nhìn thấy không? Đấy, chưa chi nó đã như này, đã đẹp như này rồi. Cho ra sáng và lại tối. Đây, đương nhiên nó đã đẹp như này, 7 lạng vào vô tư. Đấy các bác cứ như thế thôi. Vì trước khi thít như vậy thì các bác phải cuốn cái hai cái đầu này vào đấy trước đã, xong các bác thít cả đoạn nữa thít. Các bác không thể cài được cái dây này. Bây giờ các bác cắt thì cắt xong thì các bác nhỏ cho em, đừng có nhỏ tất keo 52. Tất cả ở cái vòng này mà nhỏ chỉ có hai điểm. Một điểm đây này. Đấy, một điểm này. Đừng nhỏ tất cả cái vòng này, cả năm keo 52 này nó sẽ gây cứng và nó sẽ giòn. Các bác nếu đã ai làm rồi, đã ai làm hom rồi mà đã nhỏ vòng quanh rồi, thả thời gian là nó sẽ đứt hết bay này ra. Còn em, còn các bác, đây này em chia sẻ thật. Và cái thứ nhất là như vậy, cái thứ hai các bác không được, cái chum này không được ngắn quá vì con lươn nó trớn vào, nó trớn nha các bác. Đây em cho các bác xem này, nó phải dài như này mới là đẹp, làm sao cho nó vừa tầm. Đấy, xin chào các bác, hẹn các bác những video tiếp theo. Đây, đây là hòm 48. Thế còn đợt này em đan hòm này em làm như này. Đợt này em đan hòm này em làm như này, các bác chờ em đây. Khi các bác đúc vào cái ống này nó sẽ vừa như này. Các bác không phải dùi hòm nữa như ngày xưa nữa. Các bác kiểu không ạ? Em sẽ hy sinh về cái đón, về cái làn này cho các bác. Chẳng hạn như đây là cái thẹn. Chẳng hạn như đây là cái thẹn các bác dùi. Đây, bác dí vào trong con lươn 7 lạng nó sẽ vẫn vào được. Thì cái then các bác sẽ cài như này. Rồi cài như là như với yêu cầu là hom phải chặt. Phải chặt và phải lọt được dưới, không được nóng, không được đưa thật lên trên, các bác hiểu không ạ? Phải chặt phải nóng thì cái then này là các bác phải dùi lỗ từ bên này sang kia. Như nó vẫn làm sao nó vẫn ở trong cái tí ở trong này thôi. Đây này, chứ đừng có dùi ở lửa ống này là con lươn to không vào đâu mà dùi. Các bác áng chừng một tí thôi để ghim nó xuống đỡ lỗi, ống nào lỗi không giờ lươn nhiều. Đấy, đấy mục tiêu của em nó là như vậy. Em làm cho các bác đây, em chia sẻ video thật chân tình không bác. Xin kết thúc video ở đây, xin mến chào bác, hẹn các bác ở những video tiếp theo. Đấy, rút ra rất dễ và đúc vào hơi chặt một chút, hơi chặt dí, hơi căng tay một chút. Đấy, rút ra cũng khá là ok. Xin chào bác nha, hẹn các bác những video tiếp theo. Còn anh em ở bên trong này đang sắp sửa đây làm video.